Dễ đẹp nhỉ, dễ này. Vàng ươm, xin xỉn rồi. Ngà ngà xin xỉn rồi. 50 cành mà bó là chỉ bằng cái thùng sơn. Gọn nhẹ. Anh vòi nước đây anh. Đây về Thọ Xuân. Thọ Xuân Thanh Hóa không? Nhất là có 2 triệu rưỡi. Ui dồi. Trời ơi, lại còn 2 triệu rưỡi sao? Thế bằng cho. Nó ép nhau, nó ép nhau, nó làm kế bên xong bắt đầu nó nuôi trâu nuôi vịt. Kiểu như là nó làm cứ không có bảo vệ ra là nó phá, nó cho ra nó phá, nó ép. Đây được 15 cành lớp dưới rồi, đây được 4 cành lớp trên. Ép xong nó mù có 2 triệu rưỡi. Gọi là chơi nhau. Nó xa dân mà. Tóm lại không phải đếm, dư ra một cành thôi. À bó làm 2 bó thôi. Bó làm 2 bó thôi để cho ông xong này lại 2 bó đấy cuộn thành 1 bó. Đi chở tốt mà, cắt gọn vào. Ui giời, ông ấy phải tầm mai Hà Nội xuống đây đã là 70 rồi. Ông về Thọ Xuân nhà ông nghĩ tầm này phải tầm tầm này của ngày mai thì ông về nhà. Anh đi ra đây anh lấy gốc em anh là em biết rồi đấy. Sân bay Thọ Xuân. À, ở chỗ sân bay Thọ Xuân. Lông cống rồi thì Triệu Sơn rồi. Khi nó lên em xem thử xem. Cái hướng là do mình điều chỉnh hết mà. Thọ Xuân. Cắt làm sao đi đường ai hỏi vào cái gì đấy vào Trúc Lam nhận được. Chê. Mai em chồng em dành sẽ làm cái này thật. Tại nhà em chồng tại vườn này. Mình chồng tại vườn thì em vẫn phải cắt mà. Nhưng mà cắt thế này vẫn là hơi cao. Nó cao quá thì nó hót nước nhiều, nó yếu, nó nhanh lên lộc, có thế thôi. Đúng. Anh cần anh trồng ở nhà anh còn cắt có gì thế này này. Ui quất đấy. Ừ. Càng tức thì nó càng bật ác. Không phải là càng tức mà. Bây giờ ý là em trồng như thế này này. Thì cái tán của nó là do mình điều chỉnh. À. Còn chỉ cốt cái gốc thôi. Sợ nó chết à? Chết. Nó chết hay không chết là do cái bộ rễ của mình thôi. Ừ, chả chết được cái rễ thì em 100% được sống, chả chết được thương vì anh lung lay. Anh trồng có dám quên nào chết đâu. Chứ... Anh bây giờ thu nhập chính là từ cây cam à? Không. Phế liệu. Phế liệu. Lại còn buôn bán phế liệu nữa. Ôi lại còn thế nữa. Ông này đúng là đa nghề. Phế thì thế mới ăn, phế toàn những cái đồ người ta ấy mà mình lại bán được tiền. Sai chị em không có việc gì thì bó dần. Xong nó cắt xong thì... Bó với bánh trưng vào, bó nọ bó kia vào. Bó đấy là 25 cành. Phế liệu là mình phải đầu tư xe tải mình tự chở tự gom đúng không? Có người gom cho mình chứ. Ừ. Người ta gom cho mình rồi mình chỉ có việc đi đi lấy về thôi mà. Nghĩa là lúc nào đây nó vừa gọi đây nó bảo đầy rồi đây đến lấy đi đây. À. Các cái tiệm thu mua bé bé này. Vâng. Gom cho mình xong rồi mình cứ đi nó đầy nó gọi. Xong mình lại đi đổ một phát luôn. Xong bên công ty. À. Bọn ấy công ty đấy là về nó lại phân loại. Tái chế.
cái gốc này này, em phải cắt tầm mức vừa phải thôi, đừng có cắt nhiều quá. Bây giờ dầm xuống này vẫn được hết. Quý vị và các bạn mua chanh giống thì quý vị các bạn liên hệ là 0335305982. Nhất buôn thì bán, anh cứ đi gom cái phế liệu đấy là ngon nhất. Năm có nhìn thấy khoảng tỷ không anh? Trời, còn anh làm gì được, năm kiếm hơn 100 triệu. Biết không nào? Bác cái khiêm tốn. Bác cái khiêm tốn. Riêng bảo là đi gom phế liệu mà bảo 100 triệu không bao giờ tin. Tỷ là nào bác, vài tỷ, bác bao nhiêu người xui. Bởi vì mình cũng không phải là cái dân đi suốt ngày. Mình còn thích vườn nữa. Mình cũng làm mệt lắm. Cái đèn sáng rồi chú ạ. À? Bấm vào ấy à. Động nó lắc dễ. Đây đây. Cứ xếp đi, xếp đi, xếp đi. Đấy, 10 tận trong 4. Rồi anh đếm cho. Anh thủ quỹ thủ kho đây rồi. Ờ, đấy để riêng đây rồi mà. Cứ để vào đi anh đếm 16 rồi, 16 cành rồi. Dễ đẹp này, dễ nổi này, dễ. Anh cứ chọn thoải mái. Được ra đây là anh vừa bảo anh ở Thọ Xuân à? Thọ Xuân là phải đi qua Nga Sơn, phải ít nhất phải tầm bao nhiêu cây nữa? 60 cây nữa đúng không? À, vợ quan tâm phết, vừa mới ấy phát điện ngay. Nếu ở nhà đi là đi từ hôm qua, ở hôm qua nghỉ khách sạn Hà Nội à? Thằng em nó chở xuống cái này. À. Về nó đón xong rồi đem ra Hà Nội xong nó chở xuống. Đấy anh vứt đấy, vứt chân đấy, vợ em xếp cho. Cứ xếp 10 cành một đống. Đủ 50 cành thì thôi. Đấy 7 rồi. 3 cành nữa đây. Đấy. Đấy dư một cành. Cành cho lên đây. Cho sang bên này.
lấy lối đi. Đây là chanh giới thiệu với các bác là chanh này, chanh bốn mùa nhé. Một bác ở trong Thọ Xuân, Thanh Hóa. Cái đất nhà anh rộng ấy nhỉ? 2.000 gốc nó cũng nhiều như vậy. À, mua đất ruộng. Đi để hẳn lên đây này. Xếp hẳn đây để lối đi. Nếu không có một lối đi đâu, dấp vào đấy làm gì? Bây giờ mới có được 3 đống. Tay khỏe nhỉ, cắt phát cảnh bằng ngón chân cái này. Này phải xoay. Xoay nó mới tiếp tục. Nên mình khỏe chứ có phải đơn giản đâu. Mà cắt cành bánh tẻ thôi, lúc tha hồ mà vác củi. Ờ. Quan trọng là cái bầu của nó bắn sau này. Làm nào chở được xe máy thì chở, còn không nếu mà không. Ê. Được khoảng 25 cành rồi. Không, nó đợt này chăm kém, hay nữa là cái thời điểm này nó không nhiều. Thời điểm này là phải lấy thật nhiều để vào Tết. Nếu mà được thế thì còn ngon quá, chăm nó cũng nhão nhơ. Hai mươi chín cành, 32 cành, 33 cành rồi. Đưa một cành về đây xong để đống, hai đống ra đây nữa là xong. Đấy. Nó lên nó xuống em, nó làm sao hết được ngày một trời. Ba cái bồ to đấy thì đáng bao nhiêu là một báo. Dễ. Đây là những cái cây già này. Và đây là thay thế những cây non này. Chết lại này. Quý vị và các bạn mua cái giống chanh tứ quý, chanh bốn mùa như thế này thì quý vị các bạn liên hệ cho bên mình, số điện thoại là 033 5305982. Hôm nay mình đang quay trực tiếp cái anh ở trong Thọ Xuân ra để mua giống về để làm giống tại Thanh Hóa các bạn nhé. Thì các bạn thấy là trên thân của nó một cái chùm chanh như này rất là thích. Đây là cây này là mình chăm nó cũng được một chút. Đấy, gia đình nhà mình chăm được một chút. Thì thời điểm này là tháng 11 âm lịch mà quả của nó cũng có quả to, quả nhỏ, quả xanh, quả chỉ vàng rất là nhiều. Đấy. Khá là ok. Đấy.
đến đủ thì thôi. Ngoài ra thì quý vị các bạn có thể đặt hàng từ xa. Bên mình thì có thể gửi toàn quốc về cái giống này, bởi vì cái cánh chiết thì nó sẽ có cái độ ẩm và nó sẽ lớn. Đấy, ví dụ như gốc này thì bây giờ là mình cũng đã tính đến phương án là sang năm là mình sẽ phải thay thế. Đây là cái tải phân. Phân và độ ẩm để luôn cả bao đây. Đấy, chốt đi, khả năng hai cành nữa thôi. Trên này 8 cành rồi. Còn thiếu 12 cành nữa thôi. Đủ rồi, hai đống này là 20 này. Đây là 30 này, đây là 38 rồi này. Đấy, bắt đầu từ chỗ kia lên 41. Thiếu 9 ngành nữa tập kết ở đây. Đấy, xếp ra đây bên này đếm từng chục một cho nó dễ. Đây cái này là 8 cành đúng không? 8 2 cành. 10. Có dây, lên xe lấy cái dây buộc đấy. Tải cứ bó về trong quấn sau. Quấn nhân là lên đây dây mình lấy kéo lấy băng dính cũng đậy được. Quấn nào được ông không ông lai được một chuyến về tất càng tốt. Càng gọn càng tốt. Lai được không anh? Cắt gọn mà xem nào có khi lai được. Đấy anh để vào đống bên kia. Nó động mà. Đóng vào kia còn mấy cành nữa em lấy đi. Đưa kéo lên cắt đi.